Hoàng Chí Shop xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình vừa mới độ xong cái bậc gác chân tự động cho cái xe Biago Maxlay. Ở đây mình có chế một cái công tắc để bấm cho cái gác chân nó bật ra ở đây nè. Khi mà mình bấm, mình bật chìa khóa lên, mình bấm vô cái công tắc ở đây thì cái đồ gác chân nó sẽ tự động bật ra. Đó. Mình sẽ mời một bạn bấm thử cho các bạn coi, mình sẽ quay từ xa cho nó dễ coi hơn. Lên bấm giùm anh cái lịch. Bây giờ là hai đầu gác chân đang xếp vô nè, mình bấm cái công tắc led cái thì hai đầu gác chân nó sẽ bật ra, nên quay ở giữa cho thấy hai cái gác chân luôn đó. Cái này nhìn rất là đẳng cấp. Khi mà mình chở bạn gái hay bà xã rồi, khi mà leo lên xe mình không cần phải dùng tay để mình bật cái đầu gác chân ra nữa, chỉ cần bấm nút thôi và hai cái đầu gác chân nó đã tự động bật ra rồi đó. Bật rất là mạnh nha các bạn, quay cận cảnh cho các bạn coi luôn. Bấm quá động. Quay một tấm xa cái nữa nha.